Chào bà con cô bác nha. Hôm nay ngày 24 tháng 4. Cây Samsung A5 2017, cây này là RAM 3 nha, A5 2017 hay gọi A520 cũng được. Mấy dòng này thì phần mềm của Android của nó cao rồi, không thành vấn đề. Cây này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cái này bán 700.000 nha, 700.000 cây A5 2017, màn hình zin rất là đẹp luôn. Vì mấy cái dòng này ít ai thay màn hình lắm. Có màn hình zin thì bán thôi. Còn loa Bluetooth thì như thường lệ nha. 100.000 cái nha. Đó, 100.000 cái về nghe kết nối điện thoại qua nghe rất là hay luôn, có 100.000 cái thôi. Mấy dòng này mình bán là có lời có 20.000 cái à, chứ không có lời nhiều. Vì hàng thanh lý thì lâu lâu nó về xuất rẻ thì mình bán thôi. Chứ mình bán hết rồi cũng chả còn loại này nữa đâu. Cho nên là mình cứ lấy hàng thanh lý về rẻ thì mình bán rẻ cho bà con coi như sai. Còn mua cái này về nó rất lợi nha, lợi cho nha. Nhiều khi mình nhà mình có điện thoại mà coi Bluetooth không có âm thanh, giờ mình kết nối qua nó thì cũng rất hay luôn, nghe được âm thanh luôn. Cây Samsung Note 3 nha, Samsung Note 3, cây này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Vì mấy cây này nó đời cũ rồi cho nên là phần mềm Android của nó thì cũng hơi thấp. Này nó lên toàn khó biết đời máy quá. Cây này Samsung Note 3 nha, bị chóc sơn nha, bị chóc sơn. Nó chóc sơn góc trên góc dưới. Cây này bán 300.000 nha, 300.000 cây Samsung Note 3. Còn đẹp hơn tí không có bị thì mình bán 350. Đó, giá rất bèo luôn. 350 ra mua cái màn hình cũng không có cửa luôn. Mà vì màn hình zin của nó rất là mắc. Cái này bán 350 nha, Samsung Note 3, màu trắng 350, màu đen này thì 300 nha. Còn ai muốn nắp đen thì có nắp đen nha. Oppo F5 nha, Oppo F5, cây này RAM mình có hai cây hai đời nó khác nhau. Đời máy này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB, còn tên máy là Oppo F5. Cây này thì bán 600.000 nha, 600.000. Còn ai muốn cây này thì RAM nó cao hơn chút. Cây này RAM nó 4GB, bộ nhớ thì cũng có 32GB. Cây này cũng là Oppo F5 luôn, RAM 4, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 700.000 nha, 700.000. Nó cũng là Oppo F5, hai thằng nó giống nhau thôi. Cây Samsung G530 nha, Samsung G530, màn hình zin cũng rất đẹp luôn. Mấy dòng này bán cái giá mà anh em thợ không tin được cái màn hình luôn. Màn hình zin của nó là mua bao nhiêu, mình bán là có 200.000 cây nha, 200.000 cây Samsung G530. Mình có màu trắng, có màu vàng cũng có nha. Còn cây màu đen thì hôm qua ship rồi. Mình Samsung J7 Prime nha, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Còn tên máy là Samsung J7 Prime. Hay gọi tên gọi nó là G6 10 cũng được.
Tenji 7 bờ rim bán 700.000. iPhone 5 thường nhé, iPhone 5 thường. Đó, cây này kính xấu nhé, mặt kính bị rất là xấu luôn, cho nên là xả hàng luôn. Cây này mặt kính rất là xấu, bán 250 nhé, 250 cây iPhone 5 thường nhé. iPhone 6 LED, iPhone 6 LED nha, cây này bán 800.000 nha, 800.000, vỏ thì rất là xấu luôn. Đó, vỏ rất là xấu luôn, bán 800.000 iPhone 6 LED. Oppo F3 nha. Oppo F3, cây này thì RAM 4, bộ nhớ 64GB. Android thì nó cũng còn có 6 chấm nữa nha. Cái này bán 600.000 nha. 600.000 là giá nó bị hư cái lúc này nha. Cái lúc này nó hư này, mình không biết sửa nên để về bán luôn. Cái này là mình bán có 600.000 thôi. Còn có lúc máy này nghiêm chỉnh mình bán cũng 800.000. Mà nó hư cái lúc đấy mình bán có 600.000 thôi. Samsung Z7 Pro nha. Samsung Z7 Pro, cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Còn tên máy là Samsung Z7 Pro. Cây này bán 800.000 nha, 800.000. Cái này bảo đánh bát cho nó sáng nên mình cũng chưa có thời gian đánh luôn. Cây này còn dán kính cường lực nha. Đó, máy của khách dán kính cường lực. Sáng nay có người hỏi mình kính cường lực zin hay lô. Cái này thì mình bó tay luôn nha. Bán 800.000 cây Z7 Pro. Còn V2 nha. V2, dòng máy V2 này là chỉ có hàng Trung Quốc nha. Chứ còn bỏ hàng chính hãng thì rất là mắc. Cây này bán 300.000 nha, 300.000 bán là nhờ cái là nó độc quyền thôi. Nó ít hàng, hiếm hàng hiếm đó, cho nên là bán có 300.000 thôi. Cây Z7 cộng nha, Z7 cộng cây này bị lít kính nha, bị lít kính. Nó bị lít kính còn bị ám màn hình nữa. Cây này RAM 4, bộ nhớ 32GB. Cây này bán 500.000 cây Samsung Z7 cộng hay gọi Z7 LED. Z7 cộng, Z7 LED bên mình thì cũng rất là nhiều nha. Chốt 5, 7 cây, 10 cây cũng không thành vấn đề. Cây Samsung Z7 cộng nha, cây này vỏ nó hơi xấu nhé. Rồi kèm theo nó bị ám màn hình nữa. Đó, nó bị ám màn hình từ đây xuống nhé. Cây này bán 700.000. 700.000. Màn hình ám nó, nhưng mà nó là màn hình zin. Cây Oppo F9 nha. Cây này thì vỏ rất là xấu xa luôn. Nó vỏ thì khá xấu nhé. Cây này thì RAM 4, bộ nhớ 64GB. Còn tên máy là Oppo F9. F9, F6 nhưng được. Cây này thì RAM 4, bộ nhớ 64GB. Đó, F9 này. Cây này bán 900.000 nhé. 900.000 là giá vỏ xấu nhé. Còn vỏ đẹp thì giá khác. Cây Samsung Z8 nhé, Samsung Z8, cây này còn đang dính mật khẩu, cũng chưa có thời gian xử lý nó. Cây Samsung Z8 này thì RAM 3 nha, bộ nhớ 32GB, bán 800.000. Còn Samsung Z2 Prime, Samsung tên máy là Samsung Z2 Prime.
Cây này vì nó đời máy và nó qua rồi cho nên là giá nó cũng rất là bèo luôn nha. Nó giá thành của nó bây giờ là khá bèo luôn. Android tuy là 6.1 nhưng mà giá thành của nó rất là xuống luôn. Cây này bán 250 nha, 250. Cây màu vàng này cũng đồng giá nha. Đó, đồng giá 250 luôn. Mấy dòng máy này là bên mình là không có, đặc biệt là không có thay màn hình, chỉ có là màn hình zin thôi. Vỏ nó tuy xấu nhưng mà nó là cũng là vỏ nhiều khi zin theo máy luôn đó. Cây Samsung J4 cộng nha, Samsung J4 cộng. Cây này thì RAM 2, bộ nhớ 16GB. Còn tên máy là Samsung J4 cộng. Tên máy là Samsung J4 cộng nha. Vỏ thì nó còn tương đối khá, nhưng mà mặt kính còn nó thì bể rồi. Nếu ai không mua thì mai mình đi ép. Cây này để vậy thì bán 400.000 thôi nha, 400.000. Còn nếu mình ép vô thì bán giá 700.000. Còn bà con ra ngoài ép thì chỗ nào mắc nhất thì nó cũng chỉ có 200.000 thôi. Thì mình cũng trừ hao tiền xăng cộ rồi đó. Cây Samsung A20, cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Dòng này thì cũng là màn hình zin theo máy. Còn vỏ ai chốt vỏ đẹp thì mình có nhé. Cây vỏ đẹp thì giá nó 1 triệu nha. Còn để vầy mình bán 900 ngàn thôi. Cây Samsung A20 RAM 3, bộ nhớ 32GB. Còn Huawei Y9 2019 nhé. Tên máy là Huawei Y9 2019. Cây này thì RAM 4GB. Bộ nhớ của nó thì 64GB. Nó RAM 4, bộ nhớ 64GB. Còn Android của nó thì rất cao rồi. Android nó tới 9 chấm đó. Cây Huawei Y9 2019. Vỏ thì cũng tương đối hơi xấu xấu nhé. Cây này thì bán để vầy bán đại luôn nha, 85.000 nha. 85.000 cây Huawei Y9 2019. Còn Samsung J7 Pro nhé, Samsung J7 Pro. Ai muốn chốt màu vàng hay là màu hồng thì cũng có nhé. Thì mấy dòng máy này bên mình thì cũng hơi khá nhiều nhé. Còn mình đăng là có 1-2 cây thôi. Cây J7 Pro này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đó, ai chốt cây nào thì mình gửi cây đó. Còn nếu mà nhu cầu muốn chốt cây màu vàng á thì yêu cầu mình, mai mình sẽ đăng lên. Còn không ai chốt cây màu vàng, chốt cây màu xanh này thì mình gửi. Cây này thì bán 900.000 J7 Pro. Còn A7 2018 nha. Cây A7 2018. Cái màn hình này chắc mai mình tẩy quá, nhìn nó cũng hơi uế nhé. A7 2018. Cây này thì RAM tên máy là A7 2020 nha. A7 2020 hay gọi là A7 50 nha. Cây này thì RAM 6, bộ nhớ là 128GB. RAM 6GB, bộ nhớ 128GB nha. Cây này bán 1 triệu rưỡi nha, 1 triệu rưỡi. Nó vỏ cũng còn khá đẹp luôn, bán 1 triệu rưỡi. Còn Samsung A50, cây này thì RAM 4, bộ nhớ 64GB. Samsung A50, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Đó, màn hình của nó thì cũng rất là đẹp luôn. Màn hình rất là đẹp luôn. Nhưng mà nắp sau thì nó xấu nhé. Ra ngoài mua cái nắp thì cũng có mấy chục ngàn thôi. Ai mua cây này về thay lắp đít cũng có mấy chục ngàn thôi. Còn sườn nó thì đẹp rồi.
Cây này để về bán 1 triệu 2 thôi nha, 1 triệu 2 Samsung A50. Nokia C20 RAM 3, bộ nhớ 32GB. Còn tên máy là Nokia C20 nha. Ai muốn chốt cây này thì mình tra lên Nokia C20. Còn không mình vô cái đời máy nè, 1352 là nó cũng ra nha. Cây này bán 800.000, Nokia C20. Oppo R15. Oppo R15. Cây này RAM 6, bộ nhớ 128GB. Cây này thì bán 1 triệu 6 nhé. 1 triệu 6 cây Oppo R15. Tên máy là R15 nhé. RAM 6, bộ nhớ 128GB. Cây này màn hình rất là đẹp luôn. Vỏ thì tương đối khá thôi. Cây này bán 1 triệu 6. Tặng cho cái ốp lưng coi như là xịn sò luôn. Còn Samsung A30 cũng có RAM có 2GB nha. Ấy RAM 3GB nha. Bộ nhớ 32GB. Còn tên máy là Samsung A30. Cây này thì bán 1 triệu 2 nha. 1 triệu 2. Màn hình cũng rất là đẹp luôn. Máy tính bảng thì cây Tab E nha, Samsung Tab E. iPhone 6 mình cũng còn nha, iPhone 6 này tại nó hết pin rồi nha. iPhone 6 nó like cái lúc này, mới này nó bị hơi đốm nhẹ trên này, ai muốn coi nó coi ngày hôm qua đó. Cây này bán có 500.000, iPhone 6 6 thơ. Còn Samsung Tab E nha, Samsung Tab E. Cây này thì bán 550 đấy nha, 550. Android thì trên 7 chấm, tải Bluetooth đỏ ok. Còn cây này thì tải Bluetooth màu xanh này. Android nó có 4.4 ha. Mình tải Bluetooth màu xanh không quảng cáo về xài cũng được. Còn mấy vấn đề khác thì mình vẫn tải bình thường nhé. Nó chỉ có hạn chế YouTube đỏ thôi. Cây này thì bán 450 nha, 450. Còn Tab A, Tab 10A, cây Maxell Tab 10A. Maxell Tab 10A, cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Android 11 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này bán 1 triệu nha. Cây Tab 10 Wi-Fi nha, Tab 10 Wi-Fi. Cây này RAM 2, bộ nhớ 32GB. Cái tên máy là Tab 10 Wi-Fi, RAM 2, bộ nhớ thì 32GB. Cây này Android 11 chấm luôn nha, bán 800.000, 800.000 cây Tab 10 Wi-Fi. Đó, mình cũng đọc tên đời máy rồi nha. Mà con có mua ở đâu cũng vậy, cũng phải tra lên mấy cái đời máy. Người ta có quảng cáo thì tra lên mấy cái đời máy rồi giá cả nó tương xứng nha. Chứ đừng có thấy người ta quảng cáo bộ nhớ cao quá rồi mua về ngay cái hàng Trung Quốc không. Còn bên mình là hàng Trung Quốc thì mình báo hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc thì mình không có báo bộ nhớ. Còn mấy cây này là mình báo bộ nhớ là hoàn toàn là đều là hàng chính hãng. Cây cây Tab 10 nha. Tên máy là Fize Tab 10. Nó hay gọi là cây đốt pháo gì cũng được. Cây này Android 6 chấm nha. Bán 600.000. 600.000. Cây này bữa hôm cũng tải trò chơi quá trời luôn. Nó chỉ Android của nó 6 chấm thôi, nhưng mà nó tải trò chơi cũng rất là nhiều khi nó lẹ hơn cả cây Tab 10 Pro luôn.
Cây Tab 10 RAW nha, cây này Android 9 chấm. Android 9 chấm, RAM 2 bộ nhớ 16GB. RAM 2 bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán 600.000. Còn Samsung T585 hay gọi là Tab A2016 cũng được. Còn tên máy là T585. RAM 2 bộ nhớ 16GB. Cây này chơi cũng rất là hay luôn. Nhóc nhà mình nó đang chơi game cái cây này nó ôm hoài luôn. Cây này bán 800.000 nha, 800.000 do cái màn hình của nó hơi xấu. Màn hình của nó hơi xấu. Còn vỏ thì nhìn cũng tương đối, cây này bán 800. Còn cây iPad 4, cây iPad 4 có xài sim luôn. Vỏ thì nhìn nó hơi bẩn thần chút xíu nhé. Cây này bán 700.000 nha, iPad 4 bán 700.000 nha. Những dòng iPad này thì mấy người vùng sâu vùng xa mình chưa biết xài tới nó thì mình đừng lên chốt nha. Vì chốt mấy dòng chế táo này về rất là khó xài luôn. Nhiều khi chốt về làm bức ảnh luôn. Vì dòng chế táo này nó đòi hỏi tài khoản này kia rất là nhiều luôn nha. Cho nên là mình biết thì mình xài tới nó thì mình chốt, còn không thì mình xài mấy cái mua mấy cái dòng Android nè, Android thì dễ xài hơn. Rồi, như thường lệ ai mua thì cũng phải chốt cái cạc Viettel 50.000 nha, rồi shipper tới lời trừ ra, vì tránh những tay mà chuyên săn bơm hàng, người ta bơm hàng coi như là vô điều kiện luôn. Nhiều khi chốt hàng mà ship tới chỉ cần một lỗi nhỏ xíu thôi là cũng đủ để cho người ta có cái cớ người ta bơm hàng rồi. Cho nên là ai mua thì cứ chốt cái cạp Viettel 50.000, shipper tới lời trừ ra, ai chuyển khoản 100.000 bao ship. Ai chốt hai cây một lần mình cũng bao ship luôn. Thời gian chốt hàng 3-4 ngày chưa có máy hoặc là shipper nó giao tới máy có vấn đề thì báo lại mình hỗ trợ ship cái khác. Tiền cọc mình vẫn trừ ra cho bà con. Rồi chào bà con cô bác nha.